Dạ Phong 61 xin chào cô chú anh chị ha. Dạ giờ Phong 61 mời cô chú anh chị mình theo chân Phong 61 để mình đi đến cái cầu Sục Bé nha con chú ha. Sao cầu gãy á, gọi là cầu gãy, cầu Sục Bé cũ á ha. Mình để mình lên mình ghi hình ha. Ở đây là có hai vụ việc nhảy cầu tương tự nha bà con chú ha. Hôm lúc đợt trước á là một cái anh chạy chiếc xe quay màu đỏ đã nhảy tự tử thì cách đây khoảng gần một tháng rồi, thì mới đây thì cũng có một cái anh chạy xe du lịch từ ở thành phố chạy lên cũng đã nhảy cầu bà con cô chú ha. Mới đây thôi thì hiện bây giờ ngày tháng để con cảm ơn và nhớ ngày mới đây ha bà con, bữa nay là ngày 9 tây nha bà con chú ha. Dạ 9 tây, bữa nay là 11 tây nha bà con chú ha. Thì hôm qua hình như là 10 tây là Phong 61 đã thấy mấy anh mấy chú đã làm cái rào bà con cô chú, tường rào bằng sắt cao lên khoảng 2 mét trên 2 mét gì đó ha. Mình cũng không rành ha. Vậy bây giờ mình Phong 61 xin mời bà con cô chú mình theo chân lên cái cầu Sông Bé cũ coi xem như việc như thế nào ha. Tới đó Phong 61 sẽ kể tiếp nha bà con chú ha. Let's go lên đường. Bây giờ Phong 61 cũng xin dừng đây nha bà con chú ha. Mình để mình chạy bà con chú ha. Dạ giờ đây mà mình chạy một tay nó cũng hơi nguy hiểm ha. Dạ cũng sắp đến rồi nha bà con chú ha. Phong 61 thấy hình như cũng sắp gần phải chỗ này không, phải không? Không phải ha. Không phải cái đường quẹo vô ha bà con, hay nếu phải thì mình quẹo vô. Dạ coi các bạn coi cổng xanh cô giáo. Dạ chưa tới nha bà con chú ha, chắc chưa tới. Tới cũng dễ lắm, có một con đường như vậy mà để cái tấm bảng mà cái cầu đó bây giờ là cái chỗ gì gọi là cái con sẽ muốn đi dân em nha, là cái chỗ gì cho bà con gọi là để cho người dân người đến đó người ta nói chung là tham quan tham cảnh gì nha bà con chú ha. Nhưng mà ngày trước thì cũng có rào bằng cái sợ đi hút luôn có rào bằng bê tông nhưng mà thấp lắm nha bà con chú ha. Thành ra có cái việc mà nhảy cầu ha, bây giờ là bên chính quyền địa phương người ta rào lại, người ta làm một rào bằng xi măng bằng sắt nha bà con chú ha. Con số mốt thấy hình như là nó cao khoảng chừng tầm 2 mét ha. Dạ 2 mét, hơn 2 mét vậy. Thì bữa chính tây bị thì bữa sau nhanh lắm nha con, 10 tây là thấy rào lại rồi nha. Dạ rất là nhanh ha. Hôm nay 11 tây không biết có rào chưa, có như thế nào ha bà con chú, là lên mình xem sao nha bà con chú ha. Dạ thấy cái đường chạy cho đó Phong 61 nghi là cái đường vô cầu mà em mình ngồi sao nó không phải ha. Dạ mình để mình chạy một khúc thử coi ha. Dạ dạ thưa bà con, đây là xã Phước Hòa nha bà con cô chú ha. Vẫn là huyện Phú Giáo luôn ha, đây là địa bàn của huyện Phú Giáo mà cái đầu dưới nha bà con chú ha. Đầu hướng dưới thành phố lên là mới vừa vô Phú Giáo nha bà con chú ha. Dạ xã Phước Hòa mình chạy một khúc nữa là có hỏi tới nha bà con chú ha. Đây đó cũng sắp tới nha bà con chú ha, coi tới chưa ta. Dạ Phong 61 thấy hình như là sắp tới ha. Đây đường cây cày cái đường này là đường cây cày không phải ha. Tới xíu nữa nha bà con chú ha. Dạ để coi chỗ nào, sợ nó qua hút bà con quanh lại nó hơi cực ha. Dạ mình phải canh cái đường hình như đâu trước mặt rồi nha. Dạ chưa có đến nha bà con chú ha, mình chạy chậm chậm thử coi sợ nó qua khỏi cái mình quanh lại mệt lắm. Đây là đường chiều mà. Dạ coi tới chưa. Rồi tới cái cầu hả? Rồi mình quẩy hoành lại thôi bà con chú mình ơi. Đúng rồi, đi lạc đường à. Đây bà con chú hên ha. Đây mà trước mặt mình đi nha bà con chú ha. Đây cái gì tích ra cầu gãy Sông Bé nha. Để ngừng lại nha bà con chú ha, từ từ đó. Đây là cái bảng là chữ 200m nữa nha bà con chú mình ha. Dạ ha, và thấy cái để cái bảng là 200m nữa là sẽ đến nha bà con chú ha. Dạ di tích lịch sử cách mạng cầu Sông Bé nha bà con chú ha, vào 200m nha.
À dạ, đây con đây để chữ phụ giáo gì quyền phụ giáo gì này mà con. Nè, địa chỉ nè. Dạ. Thôi ấy. Dạ. Rồi ha, mình mời cô chú anh chị mình đi vào bên trong. Dạ. Dạ, bây giờ mình sẽ đi tiến vào bên trong nha bà con cô chú ha. À, 200 m nữa là sẽ đến nha bà con cô chú ha. Dạ. Đường nó hơi cũng hơi dằn dằn chứ. Là ở đây là từ hướng hướng thành phố lên nha bà con chú. Dạ, không biết à. Người ta có cho mình ghi hình trong đây không ha, là cái rào hết. Để coi vô xem sao nha bà con chú ha. Nếu được thì mình ghi còn được thôi ha bà con chú ha. Dạ. Wow. Ủa sao không thấy ta? Sao không thấy thấy rào hả? Có rào đâu, đi cũ. Ủa. À, wow, con số 1 thấy không có rào nhưng mà cô chú ha, sao mà bữa hôm đó mình thấy rào, à, hay trước có đang đúc nhang kìa bà cô chú ha. Dạ xin lỗi bà con chú ha, thấy nó hô rào 2 mét mà lại là, mà giờ không có ha, nhảy phía bên đây nhưng mà cô chú ha, nhảy chỗ này nè. Hồi đó người ta quay, người ta đứng bên kia, người ta quay qua bên đây nhưng mà cô chú ha. Dạ, quay qua bên đây, bây giờ mình đứng ngay cái chỗ của cái người mắc nhảy ngay chỗ góc đó nha bà cô chú ha. À dạ. Thôi ở vậy mà phong số 1 thấy là xây cao lên nha bà cô chú ha. Dạ một Phật Nam Mô gì mà. À. Ôi đất ơi, vậy mình hô xây cao lên hẳn 2 mét. Dạ. À nhảy ngay vô góc đó nha bà cô chú. Thôi nữa phong số 1 qua bên kia ha, ghi hình lại ngay chỗ này nha bà cô chú ha. Chứ mà hồi đó cái máy quay là quay về bên kia quay qua. Dạ bên đây là một chiếc xe du lịch ha, một cái anh mặc áo đỏ. À dạ, đã nhảy xuống cái cầu này. Sâu lắm nha bà con cô chú ha. Dạ. Đó, ngày ngày mình đứng cho đó trèo nó nhảy luôn xuống luôn. À dạ. Nhảy nghe cái ầm sâu lắm nha bà con, tì tì nè. Dạ khá là sâu ha. Dạ. Nó mồi vô. À đây là cái di tích ha bà con cô chú ha. À cách dạ. Wow, sâu, đó cái dòng sông nè bà con cô chú ha. Wow. Wow, đó. Dòng sông này chảy xiết lắm nha bà con cô chú ha. Yeah. À, cái dòng nước đây nè là khó bơi, khó lội lắm nha bà con cô chú ha. Tại vì dòng nước chảy xiết á. Dạ. Dạ. À đây. Bà con cô chú thấy cũng rõ ha. Dạ. Yeah. Bây giờ mình ghi hình đây xong cái mình quành bên kia mình ghi hình của cái máy ghi hình ở đó, ghi từ bên kia ghi qua nha bà con cô chú ha. Dạ ghi qua là nhảy nha. À đúng rồi, có camera an ninh bên kia mà còn chỗ hèn chi. Cái đó là cái camera an ninh ha. Dạ đúng rồi. À tích lục từ cái camera an ninh ha bà con cô chú ha. Dạ. À nhảy từ đây. Nhảy xuống đây nha bà con cô chú ha. Sâu lắm nha bà con cô chú. Không biết cái độ sâu mấy chục mét không biết ha. À thấy là có cái camera camera an ninh ha còn chú ha. Dạ dạ rồi cũng đã hiểu rồi ha. Thì ra là vậy đó, cái cầu mới bên bển nha bà con chú. Ở bển gồm có hai cái cầu ha. Dạ bên đây một cái, bên đây hai cái, một cái nhịp cầu, hai có hai nhịp cầu đứng dưới giữa dòng sông ha bà con chú ha. Dạ còn tất cả thì đứng ở trên bờ. Dạ đây bà con chú, đây phòng rồm lại cho bà con chú coi ha. Đó. À, ha. Thì hai cây cầu gồm có bốn cái trụ nhịp ha. Dạ. Yeah. Yeah. Đây, à, phòng số 1 ghi toàn cảnh là đó. Cho bà con cô chú mình xem ha, ghi bên đây xong rồi qua bên kia ghi nữa ha. À dạ, yeah. Đây. Vậy mà nói rào đồ là dữ dằn, làm phòng số 1 tưởng là có rào đồ thiệt ha, sự là không rào, cao 2 mét là rào bằng sắt nữa chứ. Ôi đất ơi, nhưng mà không phải nha cậu chú ha. Đây là trùng tu lại quét vôi gì thấy làm lại xương xương lại mà cậu chú ha. Dạ. Thì hồi hồi trước là hồi từ Tây từ Pháp gì mà con cô chú đã quýnh sập cầu vậy ha, mình cũng không rành để mình về mình coi lại lịch sử ha. Hay bà con cô chú coi lại lịch sử cái cầu cầu này ha bà con cô chú ha. Dạ thầy sẽ rõ. Dạ dạ. Rồi bây giờ phòng số 1 ha, bây giờ cô chú đi qua bìa bên kia
chiếc cầu nha bà con cô chú, ghi ngược về phía bên đây ha, đứng về phía bên camera an ninh bển, ghi ngược về phía bên đây ha bà con cô chú ha. Rồi let's go, mình đi lên đường. Dạ dạ, đây là cái cúng kiến của người ta vừa chín tay nha con, bởi vì chín tay nhảy mà sao thấy 10 tay lại dựng sắp sao cho dựng cho kịp. Công nhận mấy anh rep cũng hay ha bà con cô chú ha. Dạ mấy anh cũng rep khá ư là hay. Dạ dạ, sao mà nói không 19 tay nhảy 10 cây tay ráp xong đâu ai mà làm lẹ dữ bao vậy. Thì mình cũng coi không đúng dưới chân sự thật ha bà con chú ha. Rồi mình về qua bên kia bà con ha, let's go đi qua bên kia. À dạ, đấy qua bên kia nhà bà con chú ha, đó cái cầu nó như thế nha bà con chú ha. Dạ đây có cái tấm bảng gì nè ha, để nha nội quy gì á, văn hóa di tích cầu Sông Bé gì bà con chú ha. Thôi mình qua bên kia dọc bên kia đi đường lên. Dạ đó, đây mình vừa ra khỏi nha bà con chú ha. Dạ bây giờ mình chạy qua cái cầu mới ha, cầu Sông Bé mà cầu mới nha bà con chú ha, xong cái mình quanh qua cái đầu cầu bên kia. Dạ à, cầu này gọi là cầu Phước Hòa, còn con chú thấy không, đó có chữ cầu Phước Hòa kìa. Dạ đó, đây thì mình quay bên kia coi bà con chú coi có thấy cái cầu không, à cho bà con chú thấy rõ không. Dạ thì mình quanh lại cái qua bên đây mình ghi lại nha bà con cô chú ha. Dạ rồi, quá ơi là tuyệt vời. Dạ thì mình mới vừa qua cầu xong nha bà con cô chú ha. À, mình ở đây là có cái cua cũng hơi khá là gấp nha bà con cô chú ha. Dạ rồi đó, coi vậy mà mình coi trong đó mình thấy là nó mỗi vậy mình không biết suy nghĩ, ủa sao mà chín tay lại nhảy mà 10 tay mà ta đâu có mà rào sẵn mình vậy mà thấy đăng đầu rào đầu lại lấy đầu rào 2m cao 2m rồi. Trời đất ơi, coi chừng cái đường quẹo vô hút đó nha. Phải đây là biển nha, em đều phải nhồi cô chú mà không biết đâu nào. À đúng rồi, quẹo cái đường này nha bà con cô chú ha. Dạ đây quẹo vô đây. Phong 61 được biết là cái đường này làm hồi từ đời Pháp tới giờ nha mọi người, lâu lắm à. Yeah. À cái này thì mình coi trong lịch sử, cái cầu này cũng có ghi trong lịch sử nhiều lắm nha mọi người ha. À, ai mà coi lịch sử về cái cầu Sông Bé cũ này cũng đều biết hết ha. Yeah. À, nó hơi tưng. Dạ đang đến gần nhưng mà cô chú ha, mà dần quá nhưng mà tới luôn ờ à, đúng rồi ha. Dạ đây cái chữ di tích thấp tỉnh nha. Dạ à, có đầy đủ ha bà con chú ha. Dạ à, đây ha bà con chú ha. Rồi đi mình đi vào trong ha bà con chú ha. Dạ mời bà con cô chú này, đây là cái cầu ha bà con chú ha. Wow, à, từ thời Pháp thuộc đồ tới giờ hay sao con chú ha, chứ không phải là Mỹ đâu ha. Wow, hồi có camera. Dạ dừng xe đây nè, và wow, có camera nè nha con chú ha. Dạ mình sẽ đi ra rừng rượu đi. Oh đây nè con chú, ôi ôi cái cầu quá trời quá đất luôn. Dạ cầu lâu lắm rồi nha mà con chú ha. À, dạ mà bị để trùng tu lại ha. Wow. Rồi, rồi. Dạ, đây. Sâu lắm không cô chú ha. Dạ, sâu ẩm ẩm luôn ha. Sâu lắm ha. Dạ, thì ở đây có camera này. À, đã ghi hình qua việc kia ha. Đó. Đây nè. Đó là đứng đây. À, ghi hình qua việc kia nha con cô chú. Dạ yeah. À đây có camera bên kia lại không có camera nên bên đây có nha bà cô chú ha. Dạ yeah. Thì hồi đó không có thấy ghi hình nhảy từ trên đó nhảy xuống ha. Dạ yeah. Cái cầu nè. Dạ yeah. À quay như bên kia vậy, bên đây sao kia quay vậy ha. Dạ yeah.
cái cầu bên kia là cái cầu mới nha bà con chú ha. Dạ. Dạ, phong 61 xin chào bà con chú ha. Dạ thì ra bên kia có cái cầu cũ bên kia kìa bà con chú. Ồ mới bên kia ha. Dạ bên đây là cái cầu cũ ha. Cái cầu này là từ cái hướng ở trên Đồng Xài xuống nha bà con ha. Phía đây là phía Đồng Xài xuống nha bà con cô chú ha. À dạ. Wow. Rồi xa xa có mấy cái xưởng cái nhà gì trong đó ha. Dạ. Rồi được rồi. Hồi nãy hỏi mấy cái anh bảo vệ đây mà anh nói là hồi mới người ta rào nha bà con cô chú ha. Dạ. Sau này người ta tháo ở tỉnh lên biểu kháo ra, không có cho rào nữa nha bà con cô chú ha. Dạ, để gắn camera đây thôi. Giám sát an ninh thôi chứ không có rào mà cao 2 mét nha bà con cô chú ha. Rồi vậy. Rồi quá xa quá xa. Dạ. Thì dạ. Thì đây cũng phong 61 cũng xin kết thúc clip được ha bà con cô chú ha. Dạ. Để mình qua bên đây mình đó, mình đứng đây mình ghi hình cho bà con cô chú xem ha. Đó mình bảo nó có coi nhảy cầu tự tử rồi có nhang nè. Nãy bà con cô chú cũng thấy ha. Dạ, hai có hai vụ nha bà con cô chú ha. Dạ, vụ thứ nhất là một anh chạy xe Honda. Vụ thứ hai là một anh mới vừa rồi chạy du lịch cách đây khoảng chừng hơn một tháng à. Dạ. Còn mới vừa rồi là chính tay ha bà con cô chú ha. Ở đây có camera nên ghi mà. Dạ thì đến đây phong 61 cũng xin kết thúc clip bà con chú ha. Dạ. Thì cuối clip phong 61 xin chúc cho tất cả bà con cô chú mình được thân phát thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong mọi công việc ha. Dạ nhớ ủng hộ đăng ký kênh phong 61. Phong 61 chân thành cảm ơn cô chú nhiều rất nhiều. Dạ, bye bye, xin chào.